Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang cầm để gửi tới giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái lắp chia điện của Suzuki Carry, hay đây là cái dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Cái lắp chia điện của nó thì đây là cái lắp chia điện của nó này. Cái phần trên của nó được sản xuất bằng nhựa ABS cao cấp anh em nhé. Đây chính là phần lõi trong của nó với các cái ấu đồng này đó. Cái này thì nó cũng thiết kế khá là đơn giản thôi, nên là em đã vừa giới thiệu sơ qua. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.